Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Lam MC lên tiếng về sự cố trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam năm 2020. Nhường nói, tranh nói, lộn xộn, hát nhép v.v. Vào tối ngày 20 tháng 11, đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam năm 2020 diễn ra với chiến thắng thuộc về người đẹp Đỗ Thị Hà, quê tỉnh Thanh Hóa. Bên cạnh nhan sắc của tân hoa hậu, khâu tổ chức trong đêm chung kết cũng nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận và khán giả. Đảm nhận vai trò MC của chương trình, Lương Thùy Linh và Danh Tùng, Vũ Mạnh Cường đã có những tiết lộ thú vị đằng sau những màn trình diễn ấn tượng của đêm thi. Một trong những tiết mục gây chú ý là sự xuất hiện của Bin, khi nam rapper có màn kết hợp cùng 30 năm cô gái xinh đẹp nhất. Mặc dù đã viết lại lời cho ca khúc Beat City Boy để phù hợp khi lên sóng truyền hình, song cũng có không ít ý kiến trái chiều. Trước thông tin này, Vũ Mạnh Cường không ngại lên tiếng bênh vực, bởi lẽ nam MC cho rằng Beat đã mang đến cho Hoa hậu Việt Nam năm 2020 một tinh thần văn minh mới mẻ. Anh chia sẻ như sau: mọi người nên nhìn với góc nhìn mới và cởi mở hơn, nhất là khi rap Việt hay King of Rap chứng minh một điều, các ca nhạc sĩ rap họ văn minh, sử ngôn từ tốt và đại chúng hơn, chứ không còn thô rap bụi bặm kiểu đường phố như đã từng. Và Bin đã đến với công hiến của đêm chung kết một bản đúng tinh thần tôn vinh vẻ đẹp người đẹp. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Đỗ Mỹ Linh khi trình diện áo dài của nhà thiết kế Trần Thiện Khánh cũng gây chú ý. Đây là tái hiện lại tục thờ mẫu, vì vậy đạo diễn Hoàng Nhật Nam đòi hỏi Hoa hậu Việt Nam năm 2016 phải toát lên sự khoan thai, bao dung, hiền từ trong ánh mắt. Theo Vũ Mạnh Cường tiết lộ, để có được năng lượng và thần thái tỏa sáng trên sân khấu, người đẹp sinh năm 1996 đã ăn chay 2 ngày cho thân tâm thanh tịnh. Tất cả những nỗ lực đó của đạo diễn Đỗ Mỹ Ninh và ekip đã mang đến một tinh thần đúng nhất với bộ sưu tập. Nếu không, khán giả lại chê và làm ra vẻ. Anh nhấn mạnh sau, làm MC còn nói thêm bản thân anh rất ngưỡng mộ sự cố gắng của đàn em. Bởi khi nhận được bất kỳ sự dự án nào, cô cũng cố gắng hoàn thành tốt với vai trò được giao. Cũng trong dịp này, Vũ Mạnh Cường thẳng thắn lên tiếng về sự cố anh và Danh Tùng giành nói trên sóng trực tiếp. Làm MC kể trong phần giới thiệu về Hoa hậu Tiểu Vy, theo đúng kịch bản thì anh sẽ là người đọc. Tuy nhiên, khi nghe giọng của đàn anh vang lên, để tránh việc giành nhau thì Vũ Mạnh Cường quyết định nhường cho đồng nghiệp. Tuy nhiên, ngay thời khắc quan trọng đó, anh Danh Tùng cũng nhường lại cho tôi. Thành ra ở khoảnh khắc này, nói đúng hơn là hai MC nhường nhau chứ không phải giành nhau. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.